quê em An Giang, có sông Hầu, đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn ngồng. Chào cả nhà nha. Dạ, con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, hôm nay thì mình đang ở trên đầu cồn nha. Đây là đất thuê của chú Trinh. Đây là chú Trinh, đây là thím Trinh. Dạ. Rồi bên đó thì hôm nay có mẹ cô bé Ngọc đi theo nha. Dạ. Thì hôm nay mình thay mặt chú thím Chu Trinh với anh Núi ở Hậu Giang đến đây để giải cứu đám củ cải của chú thím Chu Trinh nha. Dạ, thì mình cũng xin nói sơ lược về gia đình của chú thím. Thì chú với thím thì ở đậu đất của người ta, mà nhà thì cũng sắp sập rồi. Còn đất này thì chú với thím là thuê để làm. Thì mình được biết là cũng được 2-3 vạc vậy đó, nhưng mà cái vạc này thì trước mắt là lái không mua, nói chung là mua. Dạ, cô giúp giùm. Dạ, củ cải thì nói chung nó cũng không có được đẹp nha quý bà cô chú. Nên lái chê, lái không mua, với lại bây giờ củ cải nó cũng bị nhũng nữa. Nhưng mà để cho nó sao. Cái này thì muối được. Cái này hà chứ mình sử dụng được, ở trong nó không có bị. Nó chỉ ngoài da thôi phải không? Ở ngoài da không à. Ngoài da ở trong chúng tôi. Nhưng mà bạn hàng á là nó gặp là nó chê à. Hàng á thì nó dùng không được. Nó sợ. Thấy không? Đây nè quý bà cô chú ơi. Thì cái da ở ngoài nó giống như bị da cóc vậy đó, nhưng mà củ cải nó không có bị hư. Đi thì nó không có mua được. Được, không có bị hư. Củ cải này là muối là ngon nè, dừa lắm. Dừa muối. Nó nhỏ dừa muối. Này thì mình bán ra thị trường thì bán không được, bán không được cô ơi. Dạ, tiêu thụ không được đó, họ sẽ chê. Dạ. Dạ. Rồi cái này mình trồng nhiều không ạ chú? Này trồng 2 công lận cô ơi. Là chỗ này 1 công. Chỗ này 1 công, công, công mà hiện giờ lái nó không mua đó. Công lái. Công ở kế nhà của chú hả? Dạ, dạ. Trồng cặp nhà không? Ta không mua. Dạ. Dạ. Được ăn chưa chú? Được. Được rồi. Cải đó, cũng 2-3 ngày nữa nhổ được rồi đó. Chú xíu chú. 2-3 ngày nữa nhổ được rồi đó. Dạ. Rồi lái cũng không chịu mua luôn hả? Lái cũng không chịu mua luôn á. Dạ, thì trước mắt thì con giải cứu cái đám này đi ha. Dạ. Rồi sau cái clip này đó con đăng lên đó, có mạnh thường quân nào giúp chú với thím nữa thì con quay trả lại ha. Dạ. Mà có mà cô giúp cũng đỡ khỏe. Dạ. Giờ bán người ta không mua. Không mua mà. Dạ. Tiền một hộp giấm trả lại. Dạ, thì con chỉ thay mặt chú thím Chu Trinh với cái anh Núi ở Hậu Giang thôi đến đây để mà con thay mặt đại diện con mua. Dạ. Dạ. Thì là nguyên cái vạc này là 1 công hay gì chú? 1 công. Dạ, còn ở trong đó là 1 công riêng hả? Công riêng. Dạ, rồi vốn hai vạc này là nhiêu? 10 triệu. 10 triệu hả? Dạ. Là phân thuốc sâu hay phân gì thiếu? Phân thuốc sâu với toàn bỏ hết. Toàn bỏ hết luôn. Thấy gom không là mua 10 cục gom hết 300 ngàn rồi. Mướn người ta tỉa. Rồi tỉa, mướn người ta tỉa hết 400 ngàn nữa rồi đó. Chứ mình đâu có tỉa nhà được đâu. 10 thẻ, 20 thẻ. 20 thẻ. 2 triệu mấy. 2 triệu 8 rồi. 20 thẻ. Công thẻ của cải. Công 10 thẻ, dạ. Vậy hả? Dạ. Mà tới ngày thu hoạch cái lái không mua. Nó không mà nó bị xấu gì rồi, lái đâu có đi mua được mà đi đâu được đâu. Bữa hổm gài hai chồng già gầu muốn chết. Dạ. Rồi đất này mình mướn 1 năm bao nhiêu chú thím? 2 công 9 triệu. 2 công 9 triệu á. Tưởng như là đất ở trên đó người ta đẹp á, người ta mướn tới 6 triệu 1 công á, đất mình ở dưới quằn á, gồm chỗ đất không thấy gì vậy giống cho mướn 4 triệu rưỡi 1 công. Dạ, đất đây không được đẹp ha. Không được đẹp, bởi vì thua cho mướn nó hẹp tiền. Cái đâu có đẹp đâu. Dạ. Còn hà nhỏ. Thì hà ha. Dạ, cái đầu này nó cũng hay gần ngoài đó, hồi nãy nó cũng lo. Ở ngoài này đất nó quặn không, nó mưa đó.
mưa cái nó quằn cái đất nó chai. Dạ. Thì cái này nhớ mình nhổ thì lúc sáng sớm thì quý bà cô chú giờ này ủa nhổ xong hết chị Chính? Bọc đồ vô bọc ở hết bọc hả? Ừ. Ngưng ngưng đi rồi em chạy đi mua bọc thêm. Nghỉ mệt chút đi. Rồi nghỉ xả hơi. Ờ giống mấy con ấy đi mua đi con, đi mua bọc đi. Đang đi mua bọc giờ tới không? Đi mua bọc. Dạ dạ quên mua đó. Ở đây thì cái ở đây nó cũng gần mấy lộ nha quý bà cô chú đó, cái lộ lộ lớn mình trên đó kìa. Đi sao? Nhưng mà có điều cái có cái dốc nó hơi cao. Đây là đường bao đê. À, xe tải thì tới rồi nè. Hôm nay thì củ cải này tiêu thụ thì bên chú Bảy nha, với chú Hai xe ở Cần Thơ lên lấy nha quý bà cô chú. Dạ. Rồi, rồi hôm bữa con nghe chú Bảy nói là sức khỏe của chú đó làm sao? Dạ, khỏe. Bệnh nó mơ, nó bệnh dạ. Nó từ năm mấy đến giờ đó ổng. Nó bị dạ dày á cô. Cứ dạ dày hả? À, rồi cái sao thời gian uống thuốc rồi sao mà nó nổi cục lên gì nó bể ra. Dạ, cũng mau cũng mặn nổi đâu. Dạ, thêm để ổng nói chuyện đi ha. Dạ. Lại hai người nói chuyện cái không có nghe dạ, được. Rồi sao rồi, chú kể? Rồi thời gian cái ta cho thuốc uống đó, cái từ nó bự lên như nè. Tự lên cái nó bể xà ra luôn. Xà ra cái 2 tháng sau nó mới làm vết thương. Nó nhảy ra ngoài, nhảy ở trong là chết rồi. Rồi lúc đó rồi chú làm sao? Cũng tự ở nhà luôn, làm thử luôn chứ đâu có đi nhà thương bông gì đâu. Lúc nào không. Vậy đó. Tới giờ mằng đâu nổi có hồi hôm tháng 4 tới giờ. Là nó bị chỗ này hả chú? Dạ, bị chỗ này. Cái đợt trước tuyết thì có quay hết lần. Vậy đó hả? Ừ. Giờ nó còn cái thẹo luôn. Còn thẹo thì... Dạ. Dạ, cũng mình cũng nổi thôi. Mằng đâu nổi. Tôi đi làm mướn thôi. Dạ, ở nhà đi làm mướn sống hàng ngày chứ đâu có làm gì được nổi. Người Thiếm ngoài cái công việc mình thuê đất ở đây rồi Thiếm cũng ai kiểu gì Thiếm đi làm đấy hả? Dạ. Ngày nào ông đi mằng ở bên sông bên á, mằng bên đất của ông Hữu Tiền bên ông mua đất bên sông đó, ngày nào ông đi bển mằng ăn tiếng. Dạ, ăn tiếng có, nhiều Thiếm? Tiếng 20 ngàn. Có ngày nay nè ở nhà nhổ ba cái cà này nè, lặn tỉa lại. Dạ, mình tính trồng gì lại Thiếm? Tính tỉa bắp lại. Dạ. Dạ, nên không dám tỉa củ cải nữa. Củ cải nặng dốt quá trời em à. Dạ. Sải tay cái lỗ gì, lỗ trắng tay luôn. Dạ. Không có ăn là đất mướn, mình tính đất mướn này kia nữa, lỗ. Dạ. Rồi với phần dạ, cô mà con cũng nổi với cô. Cũng đỡ có hai vợ chồng. Không có con luôn hả? Không có con. Rồi đất chú ở đó, cái nhà mình hiện tại đang sử dụng đó là đất của ai? Cũng ông chú ở. Không có đất ở đây. Ông chủ vừa ở đây đó hả? Ông chủ bình nhà ở là bình ở ngoài đây. Ngoài ông chủ vừa ở đây là ngoài chợ đó. Ông mới đóng vừa ông về rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi mình có cái nền nhà nào không hồi xưa giờ đó? Mình có nền nhà. Không có bị ông dưỡng cho là vợ chồng ở tới chết thôi, ông không có đuổi xô gì hết. Hồi đó đi qua đây ở rồi ông dưỡng ông thương ông thương đó rồi ông cho ở á. Nói với rồi, con không là ở cho ở tới chết nền, luôn chứ không phải là không có nền, ở. Lúc đầu có nền rồi ông già chồng ông bệnh đó, rồi cái ông bệnh ông đi thành phố giết rồi bán lò thuốc chậm rồi giờ không cho ở luôn. Dạ. Yeah. Đó ông bệnh đi thành phố cho ba lần mà ông không có sắm. Dạ. Yeah. Rồi nhà cửa đất cát thì mình bán hết. Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ cái nhà chú nói là sắp sập là nó bị cái gì vậy chú? Nó như thế nào? Nhiều nhà sàn á, lâu ngày á bị máu ăn. Đầu ngày bị máu ăn nó xịp. Dạ, cũng như cây tạp đó ha. Dạ. Các cây bạch đằng á. Dạ. Thôi vậy con cũng chúc chú với Thiếm mùa sau này tỉa bắp cho đạt nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Thôi sẵn có chú Thiếm đây con trao tiền luôn ha. Dạ. Dạ, thì con cũng thu bằng cái giá của những cái hộ khác đó. Dạ. Thì con lấy nguyên một công này là 3 triệu là tại đám, dân công bọc rồi bên con hết. Dạ. Dạ. Này, cảm ơn cô, cái đó gì cả nhà bán chung ra, không ai mua. Nếu như mà không gặp con thì chắc con bỏ luôn không? Bỏ luôn, mất dân công đổi ra nữa. Dạ. Cái
Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các thầy. Cái cơm này nó sống quá. Dạ, nó đâu mua, không mua. Nó sống là nó không có mua. Củ nhỏ là thêm hà nữa nè. Cái này mình ăn được mà. Ở đây mấy con không giúp được là chắc tôi cũng mệt lắm, nhổ luôn đem ra. Rồi còn là không biết sao mặn lại nữa, làm sao có tiền mà không có giống rồi lại. Sao gắng giúp giùm miếng chổng giùm luôn đi, chổng nó không mua nữa rồi luôn. Giúp giùm miếng chổng luôn. Ở trong nhà giống. Ở trong nhà giống có gần nhà chổng hả chú? Sát vậy. Ngay chạy luôn á. Chạy đó. Dài ra lộ. Dạ, cặp những lỗ chổng luôn á. Cặp cái lỗ chổng luôn á. Cặp cái lỗ chổng luôn. Vậy vậy chú với thím chẳng con vô cái miếng trong đi cho quý bà cô chú xem á. Dạ dạ dạ. Sau này có ai giúp thì con quay lại. Vậy mình đi ra đám củ cải sau hè này của chú thím đó nghe. Dạ. Bà của chú. Dạ. Nhà này có ai hả chú? Nhà này có ở mướn cô ơi. Rồi ổng ổng mướn đất đó rồi, không già ổng cho ở không. Cho lại ở đó. Dạ. Vậy nhà đã nhận sập rồi ổng mới kêu mình về dạ, đây dạ, ở. Dạ. Ở như mình mướn đất của ổng mình mặc luôn á. Mướn... À, vậy là ông chủ đất này đó hả? Dạ dạ dạ. Dạ. Lúc trước ổng bằng vườn rồi lỗ quá ổng nghỉ ổng phá đất ra. Dạ. Mặn vườn cam thanh long là nãy hả thím nói là hai vạt vạt trong vạt ngoài này là 9 triệu đó hả? Dạ dạ giống á, giống vạt tư á, mướn ổng là 9 triệu đó. Dạ. Mướn đất á. Dạ còn giống hết cái này đựng công không chú? À đựng công đó mà nó hơi yếu chỗ này chút rồi cô. Cắt cái chạy nè, cắt cái chạy nó mắc cắt cái chạy chỗ này nè. À vậy hả? Mắc cái phỉnh từ cái vách này ra ngoài nè, cắt cái chạy nó mắc. Dạ. Cổng thì nó cổng em đẹp lắm. Mình nữa 50 mét đi, 50 mét vuông. Đây là cặp mí lộ đậu trăm ha. Dạ, đó hơi thưa. Cái này chân này nó dày cũ gì nè cô. Đây nè quý bà cô chú, ở đây là cái dạ. Đất trong nè. Để mình nhổ thử con củ coi. Nhổ đi cô, đâu có gì đâu. Đây nè. Đất này chú mới tưới hay gì còn nước à, tưới ngày qua lận. Củ này nó cũng gôi rồi chứ nó không có bự. Nó chưa tới ngày tháng. Có mới nó không mấy à. À còn bao nhiêu ngày nó mới tới chú? Nó cỡ 10 bữa là nó mới tới lứa nó nhổ. Khoảng 10 ngày. Nó còn non củ cải đó nè, nó còn trắng em chắc còn trắng bông bông xèo mà thấy không? Dạ. Thì mình nếu như mình bán thì cái này là mình kêu lái là vừa đúng không? Dạ, chứ để cặn quá nó, đâu có kịp. Nó chơi ấy này kia nó không mua đó cô ơi. Như cải bây giờ tiêu thụ không hết rồi chú. Dạ, không hết. Cải giờ lúc này cải đang nhũng nó tiêu thụ. Đang nhũng rồi tiêu thụ này kia không chứ kêu mấy lái thì nó không có mua. Dạ. Đẹp hết sức mà vậy đó mà kêu nó không mua đó. Dạ. Thôi được rồi chú ơi, đừng nhổ nó uổng. Dạ. Dạ. Đây nè quý bà cô chú ơi. Thì chú dưới thím kêu bán là không có mua vậy chân á mấy chú thím ơi. Dạ. Thì vạt sau này thì mình cũng hy vọng nó có mạnh thường quân nào muốn giúp chú xíu dạ. Đó thì hãy liên hệ với kênh của mình nha. Dạ. Dạ. Vậy mình đi ra ngoài. Dạ đây thì cái này mình nhổ cũng gần xong rồi quý bà cô chú ơi. Còn nhiêu nữa xong rồi nè. Còn khúc này nữa là hết một công đất nha. Ngoài này gì mà củ nó đẹp hơn đầu trong hết ta. Dạ, nó ngao quả gì nó hà nó tăng nè. Quả hổm trời mưa ngoài đó nó tưởng nó chết hết rồi. Nước nó đầy rỗng luôn á. Mà ở dưới đất mà chỗ nào mà mưa đông nó động dũng là cái như là gồi chỗ đó thấy. Dạ. Cái này nước cao quá củ đẹp nè. Nước đông dũng là nó bị hơi cái đít. Đen. Đen ghê luôn. Đen nó tấm cái đít lại một xíu á. Dạ. Mà nhổ lên nó cũng nặng nhổ nữa. Nó dẻ. Rồi củ này đẹp nữa. Ờ, đẹp nó hao không xuống nó không có hạn. Nhỏ nó cũng đẹp nữa mà. Nè, nhỏ mà nó trắng tư nè. Đầu ngoài cũng nhỏ nhỏ không? Ừ. Nó không đều, trồng đồ không đều. Nó vậy đó, đất không phải đều, trồng nó mới trúng đều. Còn đất mà nó xấu, trồng không có trúng đều. Rồi chồng cà bắp ngoài đó cũng vậy, cây nó lùm lùm thôi. Bỏ ngoài này, đầu ngoài này nó để gối lên. Vậy là cái này chị tới bắp kêu máy xới lại. Xới cho nó ủi hàng lại. Chứ không có xới, tôi tính tôi dọn bỏ tôi kéo hàng ở đây nè. Kéo ngay giữa ha.
Dạ. Dọn cỏ rồi cho cháu. Đi cuốc cái bài. Cuốc cái bài. Thôi cuốc không chứ không có cầm để cuốc nổi đâu. Tướng đi không nổi sao cuốc nổi. Giác hay cuốc biết ra đây nổi không kéo. Không có gì đâu. Đâu bữa như chạy mà mướn thêm chứ ba làm có tiền nó mua thuốc cho ông uống, có tiền mua đồ ăn. Bữa nay ở nhà bằng qua nắng thôi gì nó ráng bằng 10 tiếng chiều muốn chết luôn. Nắng ngày qua chắc chiều nắng quá nắng. 4 giờ mà còn nắng. Cái đứa nó nói bà nội già này 60 tuổi mà còn keo nó nắng gì mà ngồi bằng hoài. Chị măng. Khỏe thì măng. Giờ tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ. Mạnh thì măng chứ sao giờ. Mình không có con mà phải có con thì mình con nuôi. Cũng hay cái sao. Ừ, đẹp cái đẹp. Công nhận này 2 tháng mấy rồi mà cái đầu nó còn cái thiếu à. Dạ. Con có thứ nghe mà người ta mới có tháng mấy cái đầu không lớn không dần. Vườn cao cho biết. Nhỏ sao? Không sao chứ chạy kiếm vườn trầu quá. Mình bến xe hả anh? Dạ. Bảo thằng Mốt để cho mấy ổng làm đi Mốt. Để cho mấy ổng làm đi. Thôi lỡ mình đi vô quận rồi mình đi không thì nó ổn. Gán đội vô tiếp nó không bận. Đây cái xe tải mình đậu ở ngoài nhà đầu đường đó quý bà cô chú. Đây cái này cái dốc mà quý bà cô chú à. Cái dốc này nó hơi cao. Cái đường nó không quá xa nhưng mà đi cái dốc này nó mắc sức. Tại cái khu này là bao đê. Dữ vậy ông Nam? Hả? Dữ vậy? Lên cái dốc cái sửng sửng. Lên cái dốc cái mệt thiệt. Còn lên cái dốc này là đi hơn mấy cái núi nữa. Nói xuống lên cái sửng cái sửng lên. Bút lên hết gà thôi nghỉ rồi hết hỏi. Cái này không nghỉ được rồi. Hỏi gà mới. Bỏ qua đi lát nữa chắc kêu tắm sàn lại luôn. Mệt thiệt á. Cái dốc nó cao á. Dốc nó cao mà hai góc nữa. Nướng là một. Này nãy giờ mình chắc đổ phân nữa cho đỉnh. Gần rồi rồi, hơn phân nữa rồi. Này, cái đám này củ cải nó nhỏ nhỏ không? Chắc này khoảng 3 tấn rồi quý bà cô chú ơi. Chịu mà được không? Xe này mấy tấn gì anh? Có 3 tấn rưỡi. Này mới có nửa xe à, chưa được nửa xe nữa. Hãy
gì mà vui chứ hả? À? Mệt lụm được cái dừa mà nó không chứ bự. Anh Năm lên dốc hết nổi rồi kìa. Ừ. Lên hai gốc hai ngang mỗi. Đú giờ luôn. Ừ, đú lên dốc hết nổi rồi. Mà lên dốc này mệt nè. Máy này bên này yếu rồi. Trời ơi, đổi chiếc là cái đầu nào. Cái xăng đổi chiếc. Còn nhấc quần này cũng đổi. Đổi cái xăng lên cho nó đau, đừng có đau cái đầu. Đổi cái nó cái dành không nè. Đây nó gọi chưa anh Năm? Chắc mừng nữa quá. Đá là Năm có không? Có nè. Hai bọc được mà. Ừ. Bữa nay có bữa ngày nay là nắng gì ốc nổi. Bữa nay hình như thiếu người làm gì thấy đất hả ta? Nhưng mà con của bà ông nhà Sáu, em của thằng Lúc nữa, người đàn ông nữa. Đàn ông bữa nay mấy người? Đẹp, đẹp. Bữa nay Năm mừng hai bọc. Ai? Nay thiếu hai người. Đàn ông phải không? Ông mất hai người. Còn mình đủ. Mình đủ. Mình tám hả? Đàn ông mà nhanh chị chứ. Đàn ông mắt còn đẹp đó chứ ông đẹp đó. Mắt hai người đó. Thì hôm bữa chính là mắt thằng chồng của con Trâm lâu rồi. Bỏ rồi cái như tám. 8 giờ mắt hai còn 6 phải không? Còn 6 người. Còn quận nữa vậy mới. Quận nữa hả? Rồi quận nữa. Quận nhỏ chứ. Bà bữa nay là 6 đàn ông, 9 đàn bà phải không? Chị 7 là 9 đàn bà hả? 9. Tại vì bữa nay là đất này nó khô, đau đi đâu dò măng dứt mới được. Đất nó khô quá chị. Xa nữa, cái đầu thì nó nhỏ, cái đít túa cái chỗ xa. Bởi vì đau dò. Đây muối, em về nhà bán muối. Muối gì đó giờ này hả? Cái muối. Ít bữa nữa hết củ cải rồi, bắt đầu giờ tới ăn củ cải muối. Đó, phải vậy thôi. Chứ nó cần. Đó, ngừng bọc đó, đang ngày ngày đâm muối đó. Thì vậy không đó là cái đậu của con nhỏ cũng vậy đó. Dạ dạ. Là nó lấy về bắt đầu muối để dành. Dạ, nhưng cây dương sáng ngày hôm qua dạ, mùa mưa đó, qua mùa mưa rồi đâu có mà có đâu. Dạ. Chứ nữa khỏi đồng bài ha đàn ông không? Bà đi. Đàn bà đi kìa bà. Đàn bà đi kìa. Gác cú lên đàn bà cái nữa coi. Đàn bà ngựa bọc tha than hồi cũng đại tổ đó chứ bộ. Tha như kiến gì hả? Tha như kiến hồi cũng đại tổ chứ giỡn đâu. Tại vì nó quá xa. Chiến nữa mới hết. Vậy là đừng bà luôn chiến nó mới hết hả? Ở đây hên hàng thu được trái dừa đó nha. Hàng lụm được trái dừa. Phải mà đi vườn sao mà có đâu dừa. Đi vườn sao mà có dừa. Dạ, dạ cô cải còn chiến này nữa là xong dứt điểm quý mời cô chú. Còn đó bữa nay còn yếu đó. Yếu sao? Ấy hôm qua bội bỏ rồi đó nha. Qua cũng bội bỏ rồi đó, bữa nay còn yếu. Hoàng qua hôm không. Hết máu. Lấy là cho ăn cá sặc. Phải bữa nay hơi chưa. Đúng rồi, tại kiếm vườn sao kìa, ông nào đâu rồi? Ông nào dẫn lên vườn sao nào có tay làm trẻ. Ông nào? Ông thứ hai chứ ông nào? Hết đi rồi. Ông nói ông nhớ là nói ông dừng sau, ông mới ông ngồi ngay chỗ dừng sau ông chờ. Rồi hết chưa chị Út ơi? Còn hai bọc nữa. Rồi. Vậy cái phần củ cải này đó là của chú Thím Chu Trinh. Lần trước chú cũng có nhận rồi đó với anh núi ở Hậu Giang. Anh Núi thì mà Mạnh Thường Quân mới, còn chú Thím Chu Trinh thì cũ. Dạ. Dạ. Bây giờ là cái phần này là của hai Mạnh Thường Quân, chú Thím Chu Trinh với anh Núi Hậu Giang. Chu Trinh. Dạ. Chú Thím Chu Trinh đó ha. Dạ. Thì tôi thì bên cái nhóm thiện nguyện ở Thốt Nốt để đi nhận những cái đồ từ thiện. Các vật gì cũng có nhận trơn mà đây là hiện nay là hiện giờ là nhận củ cải. Của cô chú Thím Chu Trinh gì đó là cũng không dành hôn, nó nói gì có lập dập thì thông cảm giùm nha. Đã cho tôi được cái phần mà củ cải là hiện giờ là khoảng 3 tấn. Thì tôi ở Thốt Nốt lên là đang nhận hiện giờ để đem về đặng mà cho chẳng hạn như là ở bệnh viện hay hoặc là các bếp cơm từ thiện. Giờ cũng có một số là ta nhận về để muối nặng mà để dành tới đi nấu cơm cho từ thiện hay hoặc là bếp cháo hay hoặc là bệnh viện đó là ta dự trù trước vậy đó. Rồi thành ra là tôi nhận về đang giao cho mấy điểm đó. Thì đây tôi không biết nói gì hơn, thì cũng nhờ cái tấm lòng hảo tâm các nhà Mạnh Thường Quân và các anh em bên từ thiện để đóng góp vô cái thành phần này, tôi rất mừng. Và trước thì tôi mừng hai người Mạnh Thường Quân đó là cái gì?
anh kêu bằng cháu núi đi, cháu núi. Dạ. Dạ là chú rất cảm ơn cháu núi. Nhờ con cháu mà làm được phần sự này là chú cũng nhận được cái món quà, chẳng hạn như củ cải này nó đem về cho bà con là rất mừng. Thành ra là chú cảm ơn con rất nhiều và rất nhiều. Dạ dạ. Dạ thì con cũng chúc cho trong đội của mình có thật nhiều sức khỏe nha chú hai. Dạ dạ, chú cảm ơn con cháu. Dạ dạ. Vậy thôi con với chú tạm chia tay đây nha. Dạ dạ rồi. Dạ dạ dạ. Dạ thì sau cùng thì mình cũng nhổ xong đám cải của chú thím Trinh nha quý bà cô chú. Dạ. Thì cái đó mình nhổ chắc khoảng 3 tấn hơn, già già 3 tấn à. Cái củ nó hơi nhỏ đó. Giờ mình tính tiền gian công nha. Thì hôm nay đó thì đàn ông sao bữa nay yếu dữ đỉnh. Sao còn 6 người hả? Còn 6 người. Hai kia nó nghỉ rồi. Nghỉ hết. Hai người kia nghỉ đi làm rồi. Đi làm rồi có gì. Dạ. Có chị có việc nhà hả? Đàn ông 6 người đúng không? Đàn bà thì 9 người. 9 người. Đàn bà Tăng Cường lên là mẹ bé Ngọc. Rồi. Rồi vậy trả đàn ông trước đi, đàn ông ít nè. Thì 6 người nhân cho 150 bữa nay đúng buổi nha. Thì 650 thì 9 6 nhân cho 150 là 900. 900 đàn ông. Hai đứa đi học về. Nè. 6 người nha. Khỏi đã khỏi đọc tên nha, nhớ phải không? Nhớ nhớ. Rồi. Còn thím ba hữu thì đại diện 9 người. 9 người. Nhớ hết phải không? Nhớ. Khỏi đọc tên. Chê sao thiếu tiền là bụ. Dễ gì. Nhớ. 9 nhân cho 120 thì 1.080.000. Đưa 80.000 trước đi. Đưa 80 trước đi. Nè, 80 với 1 triệu phải không? 1 triệu nữa. Rồi, 1 triệu nữa rồi. Đủ ha? Rồi, đủ rồi đó. Rồi, dạ thì mình xin nhắc lại nha. Dạ, lúc đầu tiên đó thì mình nhận tiền của anh Núi ở Hậu Giang là 9.219.000. Dạ, thì hôm bữa mình giải cứu củ cải cho anh Dũng á, là số tiền là 5.460.000. Thì mình trừ ra. Đâu rồi? Mình trừ ra thì tiền của anh Núi ở Hậu Giang hiện tại mình giữ đó là 3.759.000. Dạ, thì con nhận sau này con nhận của chú Thiếm Chu Trinh là 3.220.000. Dạ, thì 3.220.000 với con cộng cái tiền dư của anh Núi nè. Anh Núi là tiền dư là 3.759.000. Thì nó ra số tiền đó là 6.979.000. Dạ, hôm nay thì mình giải cứu đám củ cải của chú Trinh nè. Thì tiền gian công thì cộng hai cái lại là 1.980.000, cộng với 300.000 tiền bọc, cộng với 3 triệu tiền củ cải. Thì tổng số tiền đó là 5.280.000. Dạ, thì cái tiền dư của mình đó là 6.902 người, mình cộng lại là 6.979.000. Mình trừ cho 5.280.000. Dạ, thì cái phí hiện tại mình còn giữ đó là 1.699.000. Dạ. Mình xin nhắc lại nha, cái phí hiện tại mình còn giữ đó là 1.699.000. Dạ, thì thay mặt gia đình của chú Thiếm Trinh với bà con nơi đây và những cái bếp ăn tình thương, và cho con gửi lời cảm ơn đến chú Thiếm Chu Trinh và anh Núi ở Hậu Giang rất là nhiều nha. Dạ, con kính chúc chú Thiếm Chu Trinh và anh Núi luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn và bình an trong cuộc sống nha. Và cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê An Giang nha. Và mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye. Okay.